Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Tiên Sơn tại Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi những diễn biến của giải bóng chuyền vô địch quốc gia, những trận đấu tại vòng 2 ở bảng D của Nam. Phía trước là trận đấu giữa Biên Phòng và Hà Nội. Về phía Hà Nội, ở trận đấu ngày hôm nay thì Hà Nội ra sân với đội hình gồm có số 3 Ngọc Hoàng, số 4 Xuân Đức, số 6 Văn Trường, số 7 Đức Quang, số 10 Xuân Việt và số 12 Văn Thành. Huấn luyện viên trưởng của Hà Nội đó là ông Nguyễn Hữu Trường. Trong khi đó thì bên phía Biên Phòng, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ngày hôm nay trong trận đấu ra quân ở vòng 2, họ sẽ xuất phát với những ngôi sao đã thành danh, đó là số 1 Văn Duy, số 17 Ngọc Thuân, số 18 Duy Thành, số 6 đội trưởng Phạm Văn Hiệp, số 8 Duy Tuyến và số 9 đó là vận động viên người Thái Lan Jakrit Thanomnoy. Các cầu thủ Biên Phòng trong trang phục áo trắng quần đen phía bên phải màn hình của chúng ta. Trong khi đó thì Hà Nội mặc chiếc áo màu xanh và thi đấu ở bên trái màn hình. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Điểm số đầu tiên cho Biên Phòng đó là tình huống tấn công với sự góp mặt của Ngọc Thuần. Đây là trận đấu đầu tiên của cả Biên Phòng và Hà Nội tại vòng 2. Đây là trận đấu thứ 2 của Hà Nội rồi. Ở trận đấu đầu tiên thì Hà Nội đã vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 3-1. Với Biên Phòng thì là trận đấu đầu tiên của họ. Tại bảng D của Nam, bên cạnh Biên Phòng và Hà Nội còn có 3 đội bóng khác, đó là Ninh Bình, Liên Việt Postbank, Đà Nẵng và Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Với những gì đã thể hiện ở vòng 1 thì tại vòng 2 này, Biên Phòng dĩ nhiên là đội được đánh giá cao nhất tại bảng đấu. Phản đợt bóng rất mạnh, đó là tình huống tấn công hay của Xuân Đức, một trong những mũi tấn công quan trọng nhất của Hà Nội, người đã chơi rất thành công ở mùa giải 2022. Thêm một điểm số nữa cho Hà Nội, tỷ số được nâng lên 3-2. Đây là màn so tài mà Hà Nội đã được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn trước ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Nhưng cho tới lúc này thì Hà Nội cũng đang thi đấu khá sòng phẳng. So với mùa giải 2022, khá bất ngờ khi Hà Nội đã đứng vị trí thứ 3 chung cuộc, thì năm nay đội bóng thủ đô vẫn giữ được bộ khung của mình. Họ
vẫn đang có hai gương mặt xuất hiện ở đội tuyển quốc gia, đó là Xuân Đức và Ngọc Hoàng. Vào tháng 6 vừa qua thì Xuân Đức đã được gọi bổ sung lên đội tuyển quốc gia để thay thế cho vị trí của Xuân Trường cũng như việc Hỏa Trọng Nghĩa không thể lên tuyển. Mặc dù vậy thì xét về những nhân tố từng vị trí trên sân thì rõ ràng biên phòng có nhiều ngôi sao hơn so với Hà Nội, chưa kể ở trên băng ghế huấn luyện của biên phòng là huấn luyện viên Trần Đình Tiền, cũng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Điểm số cho biên phòng, tỷ số được cân bằng 4 đều. Những điểm đầu tiên của trận đấu vẫn đang là sự giằng co giữa hai bên. Người phát bóng sẽ là đội trưởng Phạm Văn Hiệp. Phạm phát bóng không tốt, 5-4 cho Hà Nội. Thêm một điểm số nữa cho biên phòng để cân bằng tỷ số 5 đều. Đây là vận động viên ngoại của biên phòng, người được coi là tài năng trẻ số 1 của bóng chuyền Thái Lan lúc này, Jakrit Thanomnoy. Chắn bóng thành công. Đó là tình huống bắn chắn của Ngọc Thuận. Biên phòng đã vượt lên. Phát bóng đi ra ngoài rồi. Đó là tình huống phát bóng của Jakrit Thanomnoy. Jakrit năm nay mới 20 tuổi. Chủ công trẻ của Thái Lan thường xuyên góp mặt trong đội hình của U21 Thái Lan. Tay đập này có chiều cao 1m85 với tư duy chiến thuật và khả năng đập bóng tấn công tốt. Hôm nay thì đội biên phòng đã không thể có được sự phục vụ của chủ công Quan Trai giống như mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên thì họ vẫn kịp mang về một tay đập khác của Thái Lan để thi đấu tại giải năm nay, tại vòng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Đó là Jakrit. Và Jakrit rõ ràng là sẽ cần thêm thời gian để hòa nhập, cũng như cho thấy là biên phòng đã lựa chọn anh là một quyết định đúng đắn. Không được. Pha xử lý không thành công của Xuân Đức. Thành tích hạng 3 đầy bất ngờ của Hà Nội năm ngoái có dấu ấn không nhỏ của Xuân Đức. Và năm nay thì vận động viên sinh năm 1998 vẫn tiếp tục là niềm hy vọng của Hà Nội.
sẽ rất khó để tái lập được thành tích như năm ngoái, đặc biệt là khi các đội đã đầu tư mạnh, trong khi Hà Nội vẫn đang gặp khó khăn về tài chính. Và điều đó được thể hiện rõ khi họ không có ngoại binh. Chắn bóng đi ra ngoài, đó là tình huống tấn công của Phạm Văn Hiệp, là đội trưởng, nhưng Văn Hiệp cũng mới 23 tuổi mà thôi. Đây là những gương mặt chúng ta đã rất quen thuộc. Biên phòng đã thực hiện trẻ hóa từ khá lâu, cách đây vài năm. Giờ thì họ đang hưởng thành quả với đội 9 từ những Văn Hiệp, Ngọc Thuân, Văn Duy và cả Duy Tuyến nữa. Khoảng cách lúc này cũng chỉ là một điểm. Và tấn công rất hay, và đó là một trong những miếng đánh sở trường của Hà Nội. Vì sự xuất hiện của Ngọc Hoàng thì những tình huống tấn công nhanh như vừa rồi ở vị trí số 3 là rất phù hợp. Một trong những kỹ năng sở trường của Ngọc Hoàng. Bóng trong sân, thêm một điểm số cho Biên Phòng sau khi để cho Hà Nội có thời điểm vượt lên và tạo ra thế trận giằng co. Thì giờ đây Biên Phòng đã làm chủ cuộc chơi, họ dẫn trước với tỷ số 13-9. Đó là một quyết định chính xác của các trọng tài, và khiếu nại của Hà Nội là không thành công.
Vừa rồi là tình huống chắn bóng thành công của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng vẫn luôn là ngôi sao số 1 của Hà Nội trong những năm qua. Đó là Zakrit. Tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Zakrit. Zakrit cũng đã từng đọ sức với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khi là thành viên của đội tuyển Thái Lan tại lượt 2 của CV League. Như vậy thì Zakrit cũng được huấn luyện của đội tuyển Thái Lan đăng ký tham dự giải vô địch châu Á và ASEAN vừa qua. Tất nhiên là Zakrit vẫn là một thành viên chủ yếu xuất hiện ở thành phần dự bị. Năm nay Zakrit mới 20 tuổi nhưng tiềm năng của vận động viên này là rất lớn. Tỷ số của trận đấu đang là 15-11 nghiêng về phía biên phòng. Đây là một lợi thế dẫn trước đã được nhiều người dự đoán. Biên phòng năm nay là một đội bóng rất mạnh. Các cầu thủ trẻ đã thực sự trưởng thành. Tại vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, Biên phòng nằm ở bảng B. Họ thắng cả 4 trận. Đứng đầu bảng, xếp trên Thể Công, đương kim vô địch Ninh Bình, đội tuyển Postbank, Lai Vi Long An và vị đội xây dựng Bình Dương. Sau khi đứng nhất ở bảng B của Nam thì đội Biên phòng sau đó tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi giành chiến thắng ở Cúp Hùng Vương với thắng lợi 3-1 trước Sa Đéc Khánh Hòa trong trận chung kết. Bóng ngoài, điểm cho Hà Nội 12-16. Công dọc biên rất hay. Pha xử lý của Văn Trường. Phát bóng ra ngoài. Biên phòng dẫn trước 18-13. Khoảng cách vẫn đang là 5 điểm.
Rất mạnh mẽ nhưng lại thiếu sự chính xác. Đó là tình huống tấn công của Văn Trường, cầu thủ sinh năm 2001. Hà Nội đã xin khiếu nại tình huống bóng chạm tay hàng chắn của biên phòng. Đúng là bóng đã chạm vào hàng chắn của biên phòng. Đó là một khiếu nại chính xác. Hà Nội rút ngắn tỷ số 15-19. Thêm một điểm số nữa cho Hà Nội. 16-19. Hà Nội đang bền bỉ bám đuổi và giờ tiến sát tới số điểm của biên phòng. Nhưng Ngọc Quân đã ngắt mạch lên điểm của đối phương. 20-16. Hà Nội vẫn đang thi đấu giành giật nhau từng điểm số 1. Phát bóng rất mạnh của Ngọc Thuân. Bóng chạm bằng chắn của Hà Nội đi ra ngoài. Tấn công của đội trưởng Phạm Văn Hiệp. 22-17 nghiêng về phía biên phòng. Bóng đi ra ngoài. Lần này thì Ngọc Thuân phát bóng không chính xác. Hà Nội rút ngắn tỷ số 18-22. Ngọc Thuân đã rời sân, chuyển nhiều vị trí cho Minh Đức. Lại là tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Phạm Văn Hiệp. 23-18. Lần này thì bóng chạm bằng chắn của biên phòng đi ra ngoài. Và tấn công tới từ vị trí của số 7 bên phía Hà Nội, đó là Đức Quang. Chắn bóng thành công. Hàng chắn của Hà Nội đã vô hiệu hóa được tình huống tấn công của Jacquard. Pha vô hợp của biên phòng đã hoàn toàn bị bắt bài.
Điểm cho biên phòng 24-20. Giờ là những set point cho biên phòng. Hà Nội cứu được set point đầu tiên. Bóng vẫn còn. Gọi kết thúc set đấu. Bóng ngoài. 22-24. Hà Nội đang cho thấy được tinh thần thi đấu tuyệt vời. Và biên phòng đã phải xin tạm dừng hội ý. Khoảng cách chỉ là 2 điểm. Biên phòng có những set point nhưng đã bỏ lỡ 2 cơ hội vừa qua. Đội trở lại sân, những chỉ đạo của huấn luyện viên Trần Đình Tiền với mục tiêu giành lấy điểm số quyết định trong trận đấu thứ nhất. Và họ đã thành công và phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Ăn ý của Văn Duy và Duy Tuyến đã khép lại trận đấu vừa rồi với thắng lợi 25-22 cho biên phòng. Đường chuyền rất vừa tầm của Văn Duy cho Duy Tuyến.
Chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai, cuộc đọ sức giữa Biên Phòng và Hà Nội. Rất nỗ lực và cứu bóng tuyệt vời. Vừa rồi là tình huống rất cố gắng của Văn Duy, nhưng điểm số thì vẫn thuộc về Hà Nội. Cơ hội tấn công cho Biên Phòng. Phản công quay. Đó là Ngọc Hoàng. Và xử lý của Ngọc Thuần chưa thể thoát khỏi tầm với của Ngọc Hoàng. Hà Nội dẫn 2-1. Tấn công tốt, đó là Văn Trường, 3-2. Lực và quyết đoán, đó là Jacquin. Bóng mà người hâm mộ của Biên Phòng rất chờ đợi Jacquin thể hiện nhiều hơn nữa. Không được. Và xử lý có cảm giác của Văn Hiệp. Hà Nội dẫn trước 6-4. Giống như trong set đấu đầu tiên thì Hà Nội vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn ở thời điểm đầu set đấu.
Hải Phòng rút ngắn tỷ số 5-6. Hà Nội lấy lại lợi thế dẫn trước 2 điểm, 7-5. Công ở vị trí số 4 của Ngọc Thuận. Ngọc Thuận có chiều cao 1m92. Không được. Tình huống mà các cầu thủ Hà Nội đã cơ không tốt, nhưng cơ hội cho họ vẫn còn. Điểm số đã thuộc về Hà Nội khi mà biên phòng cũng không thể tận dụng được thời cơ vừa qua, tỏ ra rất lung tung. Cách lúc này vẫn đang là 2 điểm nghiêng về phía Hà Nội. Rất hay. Lại là Ngọc Thuận ở vị trí số 4. Đây đang là phương án tấn công hiệu quả của biên phòng trong set 2. Dẫn trước 2 điểm, 9-7. Phạm Văn Hiệp ở vị trí số 4, không còn là Ngọc Thuận nữa. Biên phòng rút ngắn tỷ số 8-10. Phạt bóng không qua lưới, đó là Ngọc Thuận. 11-8 nghiêng về phía Hà Nội. Của Jacques, Hà Nội dẫn trước 12-8. Đây là khoảng cách lớn nhất mà Hà Nội tạo ra thì dẫn trước biên phòng, và điều đó đã khiến cho biên phòng phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Biên phòng đang tỏ ra thất thế hơn so với đối thủ trong set 2. Tại vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay,
Biên phòng đã toàn thắng ở bảng đấu, có sự góp mặt của Thế Công, Ninh Bình, Liên Việt Postbank, La Vi Long An và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Sau đó thì họ tiếp tục thể hiện sức mạnh với chức vô địch tại Cúp Hùng Vương. Vừa qua ở giải bóng chuyền nam quân đội các nước ASEAN thì thành phần của đội tuyển bóng chuyền quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều cổ động viên của biên phòng. Văn Hiệp và Phân giúp cho đội tuyển bóng chuyền quân đội nhân dân Việt Nam có được chức vô địch ở giải đấu này. Chắn bóng thành công. Biên phòng dùng án tỷ số 10-13. Rất may là vẫn có điểm cho biên phòng. Vừa rồi là nỗ lực của giải quyết. Nghiêng về phía Hà Nội. Phạt bóng không qua lưới. Biên phòng vẫn đang bền bỉ bám đuổi. Tiếp để giúp cho biên phòng thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Bóng trong sân. Rất đáng tiếc cho biên phòng, họ đã bị ngăn mạch lên điểm. Mười sáu mười ba nghìn phía Hà Nội. Thêm một điểm số nữa cho Hà Nội. Nỗ lực
rút ngắn cách biệt của biên phòng đã nhanh chóng bị dụa một gáo nước lạnh khi họ mất những điểm số vừa qua. Và pha bóng quay 18-13 cho Hà Nội, một mạch ghi điểm vô cùng thăng hoa của đội bóng thủ đô. Vừa rồi là tình huống phát bóng ghi điểm của số 6 Lý Văn Trường. Và thêm một lần nữa thì biên phòng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cho biên phòng 48. Hà Nội lấy lại lợi thế dẫn trước với khoảng cách 5 điểm. Trong trận đấu thứ hai này thì những tình huống phối hợp của biên phòng có độ chính xác phải nói là rất thấp. Sai số trong những pha chuyền bóng của biên phòng khá cao. Điểm số cho Hà Nội 21-16.
điểm của Ngọc Thuận 17-21. Khá chắc chắn đến thắng lợi trong set 2. Số lúc này đã là 23-18 nghiêng về phía Hà Nội. Rồi để kết thúc set đấu này. Và Hà Nội đã thành công. Người ghi điểm số quyết định cho Hà Nội trong set đấu thứ hai đó là Đức Quang. Sau 2 set thì Biên Phòng và Hà Nội đang hòa nhau với tỷ số 1-1.
cân bằng 2 đều trong trận đấu thứ 3. Trong sân phải ghi điểm của Jacquet và hai nghiêng về phía biên phòng. Chắn bóng thành công. Hà Nội dẫn trước 4-3. Pha chuyền bóng rất tốt của Jacquet để cho Đinh Văn Duy dứt điểm. Phạt bóng không qua lưới, đó là Phạm Văn Hiệp. Hà Nội rút ngắn tỷ số 5-6.
6 đều. Biên phòng trên nét vô bóng chạm lưới. Biên phòng trên lỗi chạm lưới. Số người đang là 6 đều. Biên phòng đang khiếu nặng. Thành công, điểm số cho biên phòng 8-7. Điểm để tạo ra cái biệt thự trước 3 điểm so với Hà Nội. Thank you.
Hà Nội đá 11. Rất nhiều so với những trận đấu, hai trận đấu đầu tiên. Trận này thì họ đang dẫn trước. Điểm Hà Nội 9-12. Chắn bóng thành công, 13-9 cho Biên Phòng. Toàn nằm trong tầm kiểm soát của Biên Phòng. Cách biệt đã lên tới 7 điểm rồi. Đây là khoảng cách lớn nhất trong trận đấu này. Và ưu thế thì đang hoàn toàn thuộc về Biên Phòng trong trận đấu thứ 3. Chắn bóng tốt, đó là Phạm Văn Niệm, 18-10 cho Biên Phòng. Thank you.
Tỷ số lúc này đã là 20-11 nghiêng về phía biên phòng. Cố gắng, nhưng có lẽ mục tiêu của họ sẽ là dồn sức cho trận đấu thứ tư. Cái lúc này là 10 điểm. Biên phòng đang có phần chững lại trong khoảng thời gian vừa qua của trận đấu thứ ba. Nhưng việc họ tạo ra cách biệt quá an toàn nên cũng thật khó để cho Hà Nội có thể nghĩ đến việc lật ngược tình thế. Nghiêng về phía biên phòng. Biên phòng xin thay đổi vận động viên số 18 ra số 7 đi vào. Tinh thần của Hà Nội là rất đáng khen, họ không bỏ cuộc dù đã để đối thủ tạo ra cái biệt rất lớn trong trận đấu này. Thank you.
đã tiến tới điểm số thứ 24. Rất hay. Đó là Xuân Đức. Xuân Đức trong ngày hôm nay thi đấu vẫn tương đối mờ nhạt. Bóng trong sân và như vậy là thắng lợi trong set 3 đã thuộc về Biên Phòng. Sau 3 set tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Biên Phòng. Đó là tình huống kết thúc của Ngọc Thuân. Bóng ngoài. Bóng sang của libero Anh Tuấn.
Rất hay. Sự thông minh của Văn Thành. Điểm đầu tiên cho Hà Nội trong set đấu thứ tư. Bằng tỷ số 2 đều. Phát bóng ra ngoài. Đó, tình huống phát bóng của Văn Thành. Điểm cho Hà Nội 3 đều. Bóng đã đi ra ngoài. Nhưng là chạm mang chắn của Hà Nội. Trọng tài thì không nghĩ như vậy và biên phòng đã xin khiếu nại. Đúng là bóng đã chạm vào tay của Đức Hoàng trước khi đi ra ngoài. Điểm cho biên phòng 4-3. Hoàng đã sửa chữa cho tình huống trước đó của mình. Đó là một tình huống mà Jacques đã xử lý 1-0 không tốt. Và điểm số cho Hà Nội 5-4. Bóng trong sân và dứt điểm hóc tới từ vị trí của Xuân Việt.
đi ra ngoài và chưa chạm vào hàng chắn của biên phòng. Phạt bóng thiếu chính xác, điểm cho biên phòng, tỷ số được dựng lên xuống 6-7. Bảy đều, hai điểm liên tiếp cho biên phòng. Thời điểm đầu của set đấu thứ tư đang diễn ra rất cân bằng và căng thẳng. Không được, hàng sau của Hà Nội đã không thể hỗ trợ. 8-7 cho biên phòng, biên phòng đã vừa lên dẫn trước. Bóng ngoài, không chính xác của Văn Trường. Hà Nội đã phải tạm dừng hội ý sau khi đánh mất thế trận ở thời điểm vừa qua. Từ chỗ dẫn trước, họ lại đang để cho biên phòng dẫn ngược với tỷ số 9-7. Phòng 18. Như vậy là bóng chưa chạm vào tay của Xuân Việt về phía Hà Nội. Và như vậy đó là tình huống dứt điểm ra ngoài. Điểm số cho Hà Nội 9-9.
rất hay. Pha bật nhảy và tấn công tốt của đội trưởng Văn Hiệp. Cầu thủ sinh năm 2000 của phía Bình Phong. Thêm một điểm nữa cho Biên Phòng, lưới 19. Đó là một vị trí rất khó nhưng Văn Duy vẫn có thể tung ra được một đường truyền ổn để cho Ngọc Huân tấn công. Cảm giác tuyệt vời của Văn Duy. 12-9 cho Biên Phòng. Đó là một tình huống của những ngôi sao bên phía Biên Phòng. Bóng ngoài. Xác định bóng chưa chạm vào hàng chắn của Biên Phòng. 13-9. Bóng chạm bóng chắn của Hà Nội đi ra ngoài. 14-10. Không được. Cú phát bóng của Ngọc Thuần không qua lưới. Bóng đi ra ngoài. Điểm cho Hà Nội 12-15. Chris được trao cơ hội nhưng anh đã không thể mang về điểm số cho Biên Phòng.
so với ngoại bình trước của biên phòng là Hoan Trai. Thì Jacquin cho tới lúc này chưa có được sự hiệu quả bằng. Rất tốt. Nhưng vừa rồi là câu trả lời của Jacquin. Đây là trận đấu đầu tiên của Jacquin mà thôi, anh vẫn còn rất nhiều thời gian và cơ hội để chứng tỏ mình. Và pha bóng thiếu cảm giác của Trường Văn Hiệp. Phía biên phòng. Mười tám mười bốn. Đây hoàn toàn có thể là điểm số mang tính bước ngoặt. Pha bóng tấn công của Jacquin nhưng không thành công. Thêm một điểm số nữa cho Hà Nội, 17-19. Hà Nội đang vùng lên. Hy vọng đã phải xin hội ý. Đây cũng là một cách để khiến cho đối thủ giảm bớt hưng phấn. Ghi điểm của Văn Hiệp, điểm số quan trọng để giúp cho biên phòng ngắt được mạch lên điểm của đối phương. Rất cố gắng rồi nhưng Hà Nội đã không thể phòng ngự thành công.
21-17 cho biên phòng. Sau khi hội ý thì biên phòng đã có 2 điểm liên tiếp. Rất uy lực của Ngọc Thuận. 22-18 rồi. Biên phòng đang tiến gần hơn tới thắng lợi chung cuộc. Công hay, đó là tình huống ghi điểm của Xuân Đức, một trong những ngôi sao sáng nhất của Hà Nội ở mùa giải năm ngoái. Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay thì Xuân Đức chơi không quá nổi bật. Rất thông minh và xử lý của Phạm Văn Hiệp. 23-19. Đội Hà Nội sẽ tạm dừng hội ý lần thứ 2 ở hiệp đấu. 23-19 rồi. Nội đã phải xin tạm dừng hội ý. Sau khi trận đấu ngày hôm nay kết thúc, cả biên phòng và Hà Nội sẽ có những trận đấu với Ninh Bình Liên Việt Postbank ở lượt đấu tiếp theo của mình. Với biên phòng là trận đấu vào ngày mai, trong khi Hà Nội được nghỉ cho đến ngày 9/11 để bước vào cuộc đọ sức với Ninh Bình Liên Việt Postbank. Tốt của Hà Nội, 20-23. Matchpoint của trận đấu và phạt bóng của Văn Hiệp. Hà Nội chưa cho trận đấu kết thúc. Nỗ lực cuối cùng của Hà Nội. Vừa rồi là tình huống ghi điểm quen thuộc của Ngọc Hoàng ở vị trí số 3. Và Ngọc Hoàng cũng sẽ là người thực hiện cú phát bóng này. Hai điểm liên tiếp cho Hà Nội, 22-24. Sai lầm trong pha xử lý bước 1 của đối phương và Hà Nội đã tận dụng thời cơ để cứu hai match point. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải hội ý trước điểm số quan trọng tiếp theo. Cơ hội thứ 3 để cho biên phòng kết thúc trận đấu này.
Phạm Văn Hiệp, và không phải Phạm Văn Hiệp, đó là Jack Green. Và ghi điểm cuối cùng của trận đấu này thuộc về cầu thủ người Thái Lan Jack Green Thanamnoy. Và tấn công chuẩn xác của Jack Green ở vị trí số 4 đã kết thúc trận đấu giữa Biên Phòng và Hà Nội. Chung cuộc sau 4 set đấu thì Biên Phòng vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-1, một trận đấu khó khăn của Biên Phòng, trong khi Hà Nội cũng đã thể hiện được mình.